Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Người, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Robot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Connect. Dự án Connect này thì sẽ được KuCoin phân phối, và các bạn biết là nguồn KuCoin là một trong nguồn iROPS rất là uy tín và có rất nhiều chiến dịch iROPS khác nhau. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, các bạn đăng ký một tài khoản trên nền tảng KuCoin và các bạn cố gắng KYC xác minh danh tính, bởi vì là sớm muộn thì các bạn cũng sẽ phải KYC xác minh danh tính ở chữ KuCoin thôi. Nếu các bạn có chơi coin thì các bạn sẽ biết tới KuCoin thường xuyên vì đây là một trong những sàn dịch rất là lớn ở thời điểm hiện tại. Sau khi chúng ta đã có tài khoản rồi thì các bạn sang link tiếp theo. Chúng ta sẽ được làm các nhiệm vụ. Chúng ta mở link, chúng ta join, follow các kênh mạng xã hội là follow kênh KuCoin và follow kênh Collect. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành này. Chọn Close It. Test vào ba người. Ba username tester. Để có thể có một cái nick username như mình ấy, thì anh em có thể là theo dõi phía dưới những cái phần bình luận, tất cả những cái bài đăng trên Twitter thì đều có những người ta bình luận, là có thể lấy username theo còng soi còng của họ để có thể ta có thể tạo được một nick như mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp cái phông này, đồng thời là các bạn cũng sẽ join cái Discord của dàn Collect. Chúng ta ấn vào phần rule, ở trong đây có một cái dấu tích, chúng ta ấn vào dấu tích này, ấn vào phần username, và bây giờ chúng ta sẽ sang bên phía phần phông này. Chúng ta được điền thông tin, điền nick code username này, điền email này. Ở phía dưới đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ cần phải điền Twitter handle, đây chính là username ngay từ tên ta. Phần địa chỉ ví MetaMask chúng ta dùng ví ETH ở trên chiếc wallet của MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sẵn qua chỉ là các bạn paste vào. UID của KuCoin chúng ta ấn vào phần avatar, ở đây nó có phần UID, chúng ta sẽ ấn vào nút copy. Đấy, lập tức chúng ta sẽ copy thành công. Chúng ta paste phần UID KuCoin vào đây. Được chưa? Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong tất cả những nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ gửi biểu mẫu lên hoặc tất chỉnh đăng ký. Hôm nay thì mình quên không nhắc đến anh em là cái poll tài thưởng trong dự án này. Thì dự án này sẽ chọn ra 5 người may mắn sẽ nhận được một suất Winnet, tức là chúng ta sẽ nhận được một cái token NFT phiên bản đặc biệt của cái dự án Collect này, cũng như là 100 token KUN nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án đến từ nền tảng KuCoin liên kết với KunexCap. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn những video tiếp theo.